Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì lâu quá mình không làm video clip gì về cá nên hôm nay mình làm một cái video clip là mình sẽ đi vớt bo bo. Nhưng mà cái chỗ mình phát hiện bo bo này bây giờ nó hết bo bo rồi, nó ra lăng quăng quá trời luôn, nên bây giờ mình sẽ đổi lại là mình đi vớt lăng quăng. Mình đi vớt lăng quăng. Trên này thì bây giờ lăng quăng nhiều lắm, bây giờ mình chuẩn bị mình dẫn các bạn đi nha. Đây là dụng cụ mình vớt lăng quăng. Thì phía trước mặt các bạn là cái kênh nước đen mà đầy lăng quăng luôn. Thì mình xin thưa với bạn là lăng quăng này ăn cũng khá tốt cho cá bay màu. Nhưng mà các bạn phải về các bạn làm sạch, ngâm muối các kiểu, sục 2-3 nước. Tại vì cái nước ở đây thuộc dạng cái nước trống của nhà trọ, nó thải ra nên nó sẽ đen, nó cũng rất là dơ, nên phải xử lý thật kỹ khi mà cho cá ăn. Đây bây giờ ở đây nó lăng quăng cũng khá nhiều, các bạn thấy lăng nhăm không? Lăng nhăm con lăng quăng nó khác so với lăng nhăm cái cây con bò bò các bạn. Đây là bò lăng quăng tươi á. Này nó hơi dơ, về phải ngâm muối các kiểu nữa. Một giọt nhẹ mà mình đã vớt được như đây, giờ mình bỏ vô thùng. Đây trong thùng nãy giờ mình vớt được khá. Vớt tiếp. Ê, vô giọt đi mấy men ơi. Kìa bên kia lâm nhâm quá trời luôn rồi. Bên góc bên đó lâm nhâm quá trời luôn rồi. Mình hớt từ từ qua. Đó. Thì khi đi vớt lăng quăng này cũng kiểu như dạng như đi câu cá. Mình vừa có cá, mình vừa có thức ăn cho cá ăn, mà mình vừa đi xả stress nữa, đi hửi nước cống nữa. Đi hửi nước cống. Chứ mấy cái này cũng bổ lắm á. Không phải giỡn không? Thấy giờ chứ bổ lắm á. Nè không? Ê đừng bắt mình. Tuột bà. Cái bờ kênh này nó tuột. Sao quá, không thấy. Đó. Đây lên đây sáng nè, xô. Không, lòng quăng á. Lòng quăng này về, nếu mà không hết thì đông lạnh. Còn không đông lạnh thì có thể là ốp cái lưới lên, ốp cái lưới mùng á, để cho nó nở ra trứng, nó nở ra mũi, nhưng mà mũi nó không bay đi. Con nào chưa nở thì để cho cá ăn. Cái con này nó sống dài hơn con bo bo nhiều. Nhưng mà các bạn đừng nuôi con này trong nhà nha, con này cũng dễ nuôi trong nhà lắm, nhưng mà đừng nuôi. Nuôi nó chích mấy nhỏ chích mình nữa. Truyền bệnh sốt huyết, sốt rét nữa. Bên kia quá trời luôn rồi. Bên kia quá trời luôn rồi. Chợt này cái vật này, cái cây này của mình ngắn quá. Hồi nãy bị kiến lửa cắn rồi đó, nát cái chân luôn. Bà mẹ nó. Ây da. Nè ha, vớt. Ở đây cái môi trường ở đây thì nó có cái mùi nước cống. Mùi nước cống thì các bạn biết có mùi gì rồi. Và thì sự nghiệp cho cá ăn nên đành chấp nhận thôi. Cái con này chút về nó cũng hơi hôi hôi. Các bạn phải rửa chắc phải 4-5 nước gì đấy. Rồi ngâm muối nữa. Rồi xong là cho cá ăn được rồi. Ha. Dạ. Đó. Ha, bạn thấy trong cái con lăng quăng nó có lẫn mấy cái giống như mỡ hay là ba cái đồ mà công nhân người ta thải ra nước á. Nói chung là cũng hơi ghê. Ở đây rất ít nè. Ở đây thì ít hơn. Nhưng mà chắc cũng được nhiều. Ở đây thì mấy bạn trên Sài Gòn có thể vớt được á. Ở trên Sài Gòn cũng nhiều lắm. Cũng nhiều này á. Bo trên Sài Gòn thì không thấy chứ. Lăng quăng thì đầy. Khi khu vực quận 12 rồi Hóc Môn rồi đó. Ô, mấy cha, có mấy cha đi vớt cái này bán mà kiếm tiền xây nhà lầu luôn á, đâu phải giỡn đâu.
Đây nè, cái này cái con này bây giờ nè các bạn về. Các bạn ngâm mà chắc hai nước ba nước gì đó, giờ lấy cái vợt lớn lỗ to to chút. Các bạn vợt các bạn lấy là con lăng quăng. Rồi bỏ mấy con bỏ mấy cái tạp chất đi, sau đó các bạn ngâm hai ba nước muối gì đó. Nếu mà mình làm càng kỹ thì nó cũng càng tốt thôi, chứ không gì hết. À. Giờ tiếp nha. Chứ cái này cũng hơi ghiền đó nha. Đéo phải giỡn đâu, dùng má Mỹ. Đi vớt lăng quăng mà chở vợ heo luôn ghê không? Cơm gạo lắm á. Cái chứ hai chồng rảnh đi chơi cho vui. Ừ. Mẹ nó. Thôi đi về, đủ rồi, nghe chắc đủ cho cá ăn à. Vớt nhiều quá về chút nó biến thành mũi nghe mệt lắm. Thôi, chào các bạn nha. Cái gì chút xíu về mình sơ chế cái con lăng quăng này mình quay clip thêm cho các bạn xem coi. Sau khi ngâm muối hai nước và mình rửa ba nước thì mình cảm thấy là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt một ít đi cho cá ăn các bạn coi nha. Đây. Mình sẽ cho ăn một ít như đây, còn phần đó mình sẽ để tủ lạnh mình rang dần từ từ. Và đây là đàn cá của mình thì mình bây giờ mình sẽ cho nó ăn lăng quăng tươi, cái này lăng quăng còn tươi. Đó. Thấy không? Rất là hào hứng. Này ơi. Em quay gần gần cho mấy bạn coi. À, cá bên Lào đang ăn lăng quăng á, đúng chất theo kiểu như nhà nước đã hay kêu gọi chúng ta là thịt lăng quăng cá bên Lào. À. Vậy hết vậy. Vâng, và video đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì thức ăn lăng quăng này rất là tốt cá bảy màu, nhưng mà các bạn nên sơ chế trước khi mà cho cá ăn. Thì sau này mình sẽ ra nhiều clip hơn, có thể là vài bữa mình sẽ đi kiếm bo bo cái mình làm cho các bạn coi. Xin chào tất cả các bạn, nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé.